Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Israel thừa nhận thiệt hại từ tên lửa Iran nhắm trúng căn cứ không quân. Ngày 2 tháng 10, quân đội Israel đã chính thức thừa nhận rằng một số căn cứ không quân của họ đã bị tấn công bởi các tên lửa đạn đạo mạnh mẽ từ Iran vào đêm hôm trước. Theo thông tin từ tờ Times of Israel, các tên lửa này đã trúng vào tòa nhà văn phòng và khu vực bảo trì trong các căn cứ không quân, gây ra mối lo ngại lớn về an ninh quốc gia. Mặc dù thiệt hại về vật chất được ghi nhận, quân đội Israel khẳng định rằng tất cả các vụ tấn công của Iran đều không hiệu quả, không gây tổn thất cho hoạt động thường nhật của không quân Israel, IAF. Ngay sau cuộc tấn công, IAF tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, bao gồm không kích các mục tiêu của Hezbollah ở Beirut và hỗ trợ các lực lượng mặt đất tại miền nam Lebanon. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết họ đánh giá hiệu quả của các cuộc tấn công dựa trên thiệt hại gây ra cho cơ sở hạ tầng và số thương vong, chứ không chỉ dựa vào số lượng tên lửa. IDF cũng báo cáo không có thiệt hại nào đối với chiến đấu cơ và các thiết bị quan trọng khác. Trung tướng Hezi Halevi, tham mưu trưởng IDF, nhấn mạnh rằng quân đội Israel đã sẵn sàng để đáp trả bất kỳ mối đe dọa nào với khả năng tấn công chính xác vào mọi vị trí ở Trung Đông. Iran tuyên bố rằng việc phóng hơn 180 tên lửa vào Israel vào tối 1 tháng 10 là nhằm đáp trả vụ ám sát các lãnh đạo hàng đầu của lực lượng vũ trang, bao gồm thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh và thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah để bảo vệ mình. IRGC cảnh báo rằng Israel sẽ phải gánh chịu những cuộc tấn công nghiền nát nếu tiếp tục có hành động khiêu khích. IDF cho biết đã chặn đứng một số lượng lớn các tên lửa từ Iran, đồng thời khẳng định rằng hệ thống phòng không của Israel đã hoạt động hiệu quả, với sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc phát hiện và đánh chặn mối đe dọa. Tại một cuộc họp an ninh khẩn cấp gần Jerusalem, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo Tehran đã mắc phải sai lầm lớn và sẽ phải trả giá cho hành động của mình. Trong khi đó, Trung Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tình hình ở Trung Đông trở nên tồi tệ hơn, nhấn mạnh tầm quan trọng của các cường quốc trong việc đóng vai trò xây dựng. Điện Kremlin cũng bày tỏ lo ngại về tình hình hiện tại ở Trung Đông, kêu gọi các bên kiềm chế. Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ thường dân trong bối cảnh bạo lực gia tăng. Cùng ngày, các lãnh đạo nhóm G7 kêu gọi giảm căng thẳng ở Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp ngoại giao. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cũng lên án cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran, kêu gọi chấm dứt vòng xoáy leo thang nguy hiểm đang diễn ra. Tình hình đang ngày càng trở nên căng thẳng khi cả hai bên đều chuẩn bị cho những hành động tiếp theo trong cuộc xung đột này. Cơ quan hàng không EU ra khuyến cáo khẩn tránh không phận Iran khi Trung Đông leo thang căng thẳng. Tại Brussels vào ngày 2 tháng 10, Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu EASA đã phát đi một khuyến cáo nghiêm túc yêu cầu tất cả các hãng hàng không châu Âu phải tránh xa không phận Iran sau khi Tehran thực hiện cuộc tấn công tên lửa mạnh mẽ vào Israel. Thông báo nhấn mạnh rằng lệnh cấm này có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 10. Với cam kết của EASA sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và điều chỉnh khuyến cáo nếu cần thiết. Đáng chú ý, EASA không chỉ dừng lại ở đó. Vào ngày 28 tháng 9, tổ chức này cùng với Ủy ban châu Âu đã đưa ra một khuyến cáo tương tự đối với không phận của Israel và Lebanon, phản ánh sự leo thang căng thẳng trong khu vực. Cùng lúc, chính phủ Mexico cũng đã hành động khẩn cấp. Ngày 2 tháng 10, họ kêu gọi công dân Mexico tại Israel và Iran nhanh chóng rời khỏi những khu vực nguy hiểm bằng cách liên hệ với các cơ quan ngoại giao của nước này. Với tình hình an ninh ngày càng tồi tệ, Bộ Ngoại giao Mexico đã nhấn mạnh rằng tất cả các bên cần ngay lập tức ngừng bắn nhằm bảo vệ dân thường và giảm thiểu xung đột. Chỉ trong những ngày qua, xung đột tại Lebanon đã khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Chính phủ Mexico cũng đã khuyến cáo công dân của mình rời Lebanon ngay lập tức để đảm bảo an toàn. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Cuba đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng tại Trung Đông, cho rằng chính sách của Israel đã dẫn đến bạo lực gia tăng. Cuba kêu gọi hòa bình và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công nhận nhà nước Palestine với biên giới xác định năm 1967. Trưởng Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc cũng không đứng ngoài cuộc, kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp
nhằm làm dịu tình hình, bao gồm yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Anh đã nhấn mạnh sự cần thiết của một hành động quốc tế ngay lập tức để ngăn chặn xung đột. Ông cảnh báo về hậu quả thảm khốc của cuộc tấn công của Israel vào Lebanon và nhấn mạnh rằng Jordan sẽ không trở thành chiến trường cho bất kỳ bên nào. Ngoài ra, ông cũng bày tỏ ủng hộ sáng kiến của Thủ tướng Lebanon Najib Mikati, cho rằng đó là một giải pháp khả thi và cần thiết để ổn định tình hình khu vực. Jordan cam kết bảo vệ an ninh và chủ quyền của Lebanon, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của viện trợ nhân đạo cho quốc gia đang chịu áp lực lớn từ cuộc khủng hoảng nhân đạo. Tình hình hiện tại đang trở nên hết sức nghiêm trọng khi mọi nỗ lực ngoại giao đều cần được triển khai ngay lập tức để ngăn chặn sự leo thang bạo lực. Ông Biden kiên quyết không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Tổng thống Joe Biden đã phát đi thông điệp rõ ràng về việc Israel không nên tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran sau vụ tấn công tên lửa ồ ạt từ Tehran. Câu trả lời là không. Ông khẳng định, trong bối cảnh Iran vừa khai hỏa gần 200 tên lửa vào Israel, ông Biden nhấn mạnh rằng Washington sẽ áp dụng thêm các lệnh trừng phạt đối với Tehran. Ông cho biết sẽ sớm thảo luận với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về tình hình hiện tại. Chúng tôi công nhận quyền đáp trả của Israel, nhưng điều đó cần phải thực hiện một cách tương xứng, ông nói. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh hàng đầu tại Sở Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ Israel IDF ở Tel Aviv để bàn bạc về các phương án đáp trả Iran. Bức ảnh được công bố cho thấy ông đang thảo luận cùng Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant và các lãnh đạo tình báo hàng đầu. Theo các nguồn tin giấu tên từ truyền thông Israel, Tel Aviv đang xem xét nhiều phương án đáp trả, từ tấn công cơ sở hạ tầng chiến lược như giàn khoan dầu cho đến các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra. Trong bối cảnh này, các quan chức Israel đã thông báo với Mỹ về danh sách mục tiêu và kế hoạch đáp trả, nhưng không có ý định hành động ngay lập tức. Họ lo ngại rằng việc trì hoãn có thể làm giảm hiệu quả răn đe. Khác với vụ tấn công hồi tháng 4, Mỹ không gây sức ép buộc Israel phải kiềm chế, mà muốn họ suy nghĩ cẩn thận về những hậu quả có thể xảy ra. Israel luôn xem chương trình hạt nhân của Iran là một mối đe dọa nghiêm trọng, mặc dù Tehran khẳng định rằng họ không phát triển vũ khí hạt nhân. Iran từng đạt thỏa thuận hạt nhân JCPOA với 6 cường quốc vào năm 2015, nhưng sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận vào năm 2018 và tái áp đặt lệnh trừng phạt, Tehran đã quay lưng với cam kết và mở rộng chương trình làm giàu uranium, rút ngắn thời gian sản xuất đủ uranium cho bom hạt nhân xuống còn vài tuần. Tình hình đang trở nên ngày càng căng thẳng và các động thái tiếp theo sẽ quyết định hướng đi của cuộc xung đột. Cuộc đối đầu căng thẳng giữa Israel và Iran tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Trong phiên họp đầy kịch tính của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình Trung Đông vào ngày 2 tháng 10, đại sứ Israel và Iran đã có màn đấu khẩu nảy lửa, cảnh báo về khả năng leo thang xung đột. Đại sứ Israel Danny Danon khẳng định, Israel sẽ tự vệ, chúng tôi sẽ hành động, hậu quả mà Iran sẽ phải đối mặt sẽ vượt xa những gì họ có thể tưởng tượng. Đáp lại, đại sứ Iran Amir Sayed Iravani tuyên bố rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran nhằm khôi phục sự cân bằng và răn đe, đồng thời cho rằng căng thẳng có thể được giảm bớt nếu Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào dải Gaza và Lebanon. Ông cũng nhấn mạnh Iran đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng thủ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đêm 1 tháng 10, Iran đã khai hỏa gần 200 tên lửa vào Israel, coi đây là phản ứng cho cái chết của các lãnh đạo quân sự hàng đầu của Hezbollah và Hamas. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lập tức đáp trả, cảnh báo Iran rằng họ đã phạm sai lầm lớn và sẽ phải trả giá. Trong khi đó, đại sứ Mỹ Linda Thomas Greenfield nhấn mạnh chính quyền Iran sẽ phải chịu trách nhiệm về hành động của họ. Cùng lúc, đại sứ Pháp Nicolas de Rivry kêu gọi Hội đồng Bảo an thể hiện sự đoàn kết để hạ nhiệt căng thẳng. Đại sứ Nga Vasily Nebenzia lại ghi nhận sự kiềm chế của Iran trong thời gian qua, nhấn mạnh rằng không thể chỉ nhìn vào vụ tấn công vào Israel mà không xem xét bối cảnh rộng lớn hơn ở Lebanon, Gaza, Syria và Yemen.
Cuối cùng, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng vòng xoáy bạo lực cần phải chấm dứt, thời gian đang cạn dần, tạo nên một bầu không khí căng thẳng và không thể đoán trước cho tình hình khu vực. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.